Khoe ảnh thời thanh xuân, MC Cát Tường bỗng tiết lộ đã trao điều đặc biệt cho con gái. Được biết đến là bà mối mát tay nhất màn ảnh Việt, MC Cát Tường hiện đang là cái tên thu hút nhiều sự chú ý từ phía cư dân mạng. Không chỉ được ngưỡng mộ bởi sự nghiệp thành công, MC Cát Tường còn khiến netizen suýt xoa khi sở hữu tổ ấm viên mãn bên cạnh ái nữ Na Uy Tường An. Dù không thể thường xuyên ở cạnh nhau, thế nhưng tình cảm của hai mẹ con luôn khăng khít và thân thiết mỗi lần cùng xuất hiện. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Cát Tường đã đăng tải bức ảnh chụp nữ MC lúc còn trẻ và hình ảnh của con gái ở hiện tại, kèm theo đó là dòng trạng thái: "Ôi thời xa xưa ấy, thời cái nốt ruồi còn trên môi, thật tuyệt, sắc đẹp nguyên thủy, giờ trao vương miện lại cho con nhỏ kế bên." Nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Khác với hình ảnh mạnh mẽ và độc lập ở hiện tại, Cát Tường lúc trẻ gây thương nhớ cho người hâm mộ bởi nét đẹp ngọt ngào đầy nữ tính. Có thể dễ dàng nhận thấy, với gương mặt ưa nhìn và vẻ ngoài tê trẻ, nữ MC lúc đấy chắc hẳn là một đại mỹ nhân, khiến bao người phải siêu lòng mỗi khi ngắm nhìn. Thế nhưng, đáng chú ý nhất chính là hành động so kè nhan sắc của Cát Tường với ái nữ, khi cả hai trong cùng độ tuổi, làm người xem được phen lóa mắt. Tại đây, Na Uy gây bất ngờ cho cộng đồng mạng, khi sở hữu nốt ruồi ở môi trên giống mẹ đến ngỡ ngàng. Ngoài ra, các đường nét thanh tú trên gương mặt của ái nữ cũng được nhận xét như đúc từ một khuôn từ nữ MC. Dù bài viết chỉ vừa được đăng tải, nhưng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, người hâm mộ đã không quên để lại lời khen cho nhan sắc ngọt ngào của Cát Tường ở độ tuổi thanh xuân. Bên cạnh đó, không ít netizen còn bày tỏ sự ngỡ ngàng đến ngã ngửa trước những điểm giống nhau đến lạ kỳ của hai mẹ con. Kể từ khi chính thức đường ai nấy đi với chồng cũ, ở thời điểm hiện tại, MC Cát Tường vẫn lẻ bóng và dành hết thời gian để tập trung phát triển sự nghiệp cùng chăm lo cho con gái. Được biết, Na Uy chính là nguồn động lực lớn nhất giúp nữ MC thành công và viên mãn trên con đường sự nghiệp. Hòa Minzy vui mừng đón con số 100 triệu, Thùy Tiên liền có động thái khiến dân tình thích thú. Mới đây, trên trang fanpage của mình, Hòa Minzy đã đăng tải bài viết tổng hợp lại các thành tích mà MV Thị Màu đã đạt được sau 10 ngày ra mắt. Theo đó, chỉ sau hơn một tuần phát hành, MV của Hòa Minzy đã đạt được con số 10 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Không chỉ đạt được hơn chục triệu trên nền tảng trực tuyến, phần âm nhạc của Thị Màu còn viral mạnh mẽ trên top, trở thành một trong những chiếc trend biến hình được nhiều người dùng hưởng ứng nhất trên nền tảng này. Theo đó, âm nhạc của Thị Màu cũng đã xuất sắc, mang về hơn 300 triệu lượt xem trên nền tảng top. Đây quả là thành tích xứng đáng với những công sức mà Hòa Minzy đã bỏ ra cho sản phẩm tái xuất lần này. Bên dưới bài đăng, đông đảo khán giả, bạn bè đã để lại rất nhiều lời chúc mừng cho những trái ngọt mà Hòa Minzy đã gặt hái được sau 10 ngày ra mắt sản phẩm mới. Đáng chú ý, Hoa hậu Thùy Tiên cũng không quên gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ. "Chúc mừng mẹ chồng ạ." Câu nói của con dâu Thùy Tiên khiến dân tình không khỏi thích thú. Có thể thấy, Thùy Tiên và Hòa Minzy có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Cả hai cũng rất thường xuyên tương tác vào các bài đăng của nhau trên mạng xã hội. Trước đó, sau 4 ngày ra mắt, MV Thị Màu của Hòa Minzy đã chính thức vươn lên giữ vị trí cao nhất của YouTube. Cụ thể, đến trưa mùng 10 tháng 3, MV này của Hòa Minzy đã chính thức vượt mặt Tờ Linh để giành thứ hạng 1 trending YouTube. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng, cho thấy khán giả đang rất ủng hộ và yêu thích sản phẩm trở lại lần này của giọng ca không thể cùng nhau xuất kiếp. Bị đàn anh nói bóng gió về chuyện tình yêu với Puka, Kim Tuấn Kiệt nói một câu ngầm đánh dấu chủ quyền. Vừa qua, trên trang cá nhân của mình, Tiến Luật đã đăng tải tấm hình bắt chọn khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi Puka và Kim Tuấn Kiệt, khiến ai nấy nhìn vào chỉ biết ghen tị. Cụ thể, Puka đang trổ tài phó nhái cho tình tin đồn, còn đàn trai nhìn bạn gái với ánh mắt đầy tình tứ. Tiến Luật viết, cô gái trong hình chắc hẳn phải là một đại mỹ nhân, nên con tôi mới vui tới vậy. Hổ, lại giống ba nó rồi. Ngay phía dưới, Kim Tuấn Kiệt để lại bình luận, con cũng chỉ học tập theo ba để có được đại mỹ nhân như mẹ Thu Trang thôi mà, không còn ngại ngùng như trước. Kim Tuấn Kiệt giờ đã thoải mái hơn khi mỗi lần bị mọi người trêu đùa chuyện tình cảm với Puka. Mặc dù không chụp chính diện, nhưng nhìn phía sau thôi, ai cũng đoán được người con gái khiến Kim Tuấn Kiệt đang si mê, nhìn đắm đuối, không ai khác chính là Puka. Thu Trang để lại câu nói góp vui, nhỏ trong màn hình đúng là thạo nghề, chụp người ta mà nó tươi be bét, không biết ngại cái gì nữa. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, khiến dân tình thích thú. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận hài hước như: Kim Tuấn Kiệt với Puka hay ngại ghê, cho đóng nam nữ chính hôn nhiều tí, là hết ngại chị Trang ơi, hóng Kim Pu dữ lắm nha. Ngoài đóng phim hài ra, anh chị tôi còn làm thuyền trưởng nữa ạ. Anh chị Thu Trang Tiến Luật, có khi nào mát tay không ta?
ngày xưa kề vai sát cánh anh Tú Diệu Nhi, sau này đến Puka Gin Tuấn Kiệt. Trước việc được nhiều khán giả đẩy thuyền, cặp đôi đều lựa chọn giữ thái độ im lặng, khán giả đang nóng lòng mong chờ ngày gần nhất, cả hai thông báo tin vui. Vô tình để lộ mặt xương xương, Lệ Quyên nói gì khi được khuyên nên trùng tu nhan sắc ở tuổi 42? Ở tuổi 42, Lệ Quyên vẫn khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ và không khỏi ghen tị, bởi diện mạo xinh đẹp cùng vóc dáng mảnh mai, quyến rũ. Mới đây trên tài khoản Top Tóc cá nhân, Lệ Quyên đã đăng tải khoảnh khắc diện trang phục đầy trẻ trung, năng động khi xuất hiện ở chốn đông người. Tuy nhiên diện mạo hiện tại của nữ hoàng phòng trà khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng. Sau khi theo dõi video mới nhất của Lệ Quyên, đa số khán giả đều ra sức khen ngợi nhan sắc tươi trẻ của nữ ca sĩ. Đây là người thật hay hư cấu vậy? Cô càng ngày càng trẻ, mỗi lần nhìn cái bà này là không khỏi rời mắt luôn. U mê nhan sắc của chị và hâm mộ chị. Bên cạnh đó, có một người hâm mộ đã khuyên Lệ Quyên nên trùng tu nhan sắc để trở nên trẻ trung hơn. Chị tiêm đầy má là trẻ lắm luôn. Ngay lập tức nữ hoàng phòng trà vui vẻ cho biết cô thích mặt xương xương của bản thân hơn. Chị sợ kiểu đó, chị thích mặt góc cạnh tự nhiên, cardio tập luyện ná thở mới giữ được gương mặt xương xương này đó. Để có ngoại hình vạn người mê ở thời điểm hiện tại, Lệ Quyên đã phải nỗ lực tập luyện trong một thời gian dài. Cách đây không lâu, thông qua lời kể của nữ ca sĩ, Nam Thư từng sợ hãi chạy trốn khỏi nhà nữ hoàng phòng trà bởi cường độ tập luyện đầy gắt gao của đàn chị. Cụ thể cô vui vẻ cho biết, lanh kỷ lục mới với sự chứng kiến và ghi lại của em gái Nam Thư, 4:02, tư thế vững vàng chuẩn xác. Khi dùng cơ bụng và không đỡ thì sẽ dễ dàng hơn, bởi sức bền được duy trì, sức khỏe quyết định hạnh phúc. Có điều em gái tôi sợ quá, mất tích sau buổi chị rủ qua nhà tập. Một sao nam vì biết bất ngờ chia sẻ góc khuất showbiz, tiết lộ chuyện chia phe phái gây xôn xao. Những ngày gần đây, mạng xã hội dậy sóng trước ồn ào liên quan đến mối quan hệ giữa nghệ sĩ Trấn Thành và diễn viên Duy Khương. Theo đó, giữa nghi ngờ đá đều Trấn Thành sau ồn ào bao dạp, diễn viên Duy Khương sau đó đã lên tiếng phủ nhận chuyện là học trò Trấn Thành, đồng thời chia sẻ chuyện bị chèn ép hậu đăng quang một cuộc thi hài kịch. Giữa ồn ào chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mới đây ca sĩ Nguyên Vũ đã để lại bình luận bên dưới một bài viết liên quan đến Duy Khương. Theo đó, bài viết này cho rằng rất thích nét diễn duyên dáng của diễn viên Duy Khương, song vì một vài lý do nên sự nghiệp anh chàng không như ý muốn. Bên dưới bài đăng, ca sĩ Nguyên Vũ đã để lại bình luận đáng chú ý, trong đó nam ca sĩ đã tiết lộ góc khuất của làng giải trí khiến khán giả xôn xao, mắc mệt và đôi khi buồn chẳng muốn nói, sợ kiểu phe phái và thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, nên anh chọn cách một mình một ngựa cho yên thân, ai hiểu mình hiểu, không thì thôi, ca sĩ Nguyên Vũ để lại bình luận. Ngay lập tức, bình luận của Nguyên Vũ đã nhận được sự quan tâm của khán giả. Trước đó, liên quan đến ồn ào rạn nứt mối quan hệ giữa nghệ sĩ Trấn Thành, diễn viên Duy Khương đã bất ngờ chia sẻ, vì chỉ có một người thầy duy nhất và người này không phải là Trấn Thành. Tôi xin xác định rõ ràng, riêng về môn kỹ thuật biểu diễn, tôi chỉ có đúng một người thầy. Tôi không muốn nhắc ở đây, bởi vì thầy tôi đã mất cách đây một năm và cách đây vài ngày là đám giỗ đầu tiên của thầy tôi. Tôi chỉ có đúng một người thầy đó, diễn viên Duy Khương chia sẻ với báo Thể thao Văn hóa. Harry Won bất ngờ bị Trấn Thành xa lánh vì cần sự riêng tư. Trải qua gần một thập kỷ chung sống, Trấn Thành và Harry Won vẫn luôn ngọt ngào và đong đầy tình cảm như thuở ban đầu. Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành bất ngờ tuyên bố muốn xa lánh Harry Won vì cuộc sống đời tư. Động thái này của nam MC khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Cụ thể, Trấn Thành đã đăng tải một loạt khoảnh khắc đời thường và tự cảm thán nhan sắc của bản thân. Chết tôi, ai đẹp trai quá vậy? Ở dưới phần bình luận, không ít khán giả đã bày tỏ đồng tình với câu nói của Trấn Thành. Cái đẹp nó nằm ở chỗ người tài, nhìn góc độ nào cũng thấy đẹp, Trấn Thành đẹp trai lại giỏi, thật là tuyệt vời, anh Thành mãi đỉnh. Tuy nhiên, Harry Won đã để lại hình ảnh chụp màn hình bài viết của diễn viên Anh Đức ngay phần bình luận và bày tỏ sự thắc mắc cùng với em chồng. Hôm nay các anh bị sao thế, Huỳnh Uyển Ân? Đứng trước sự thắc mắc của bà xã, Trấn Thành ngay lập tức bày tỏ sự xa lánh. Xin lỗi cô là ai? Chúng tôi cần sự riêng tư. Sau đó diễn viên Anh Đức đã lên tiếng giải thích vì màn sống ảo trên mạng xã hội. Sao mấy chị em này cứ thích dìm anh em tụi tôi quá? Còn Uyển Ân nhanh trí đứng về phía chị dâu khi chứng kiến câu nói của anh trai. Em mà là sói, em cắn mỗi người một cái, còn làm phù thủy là em thả bình liền. Thực tế ở trong cuộc sống đời thường, Trấn Thành vô cùng yêu thương và hết mực chiều chuộng Harry Won. Bên cạnh thời gian dành cho đối phương, cả hai vẫn tập trung vào công việc lẫn đời tư cá nhân. Điều này đã khiến cặp đôi từng nhiều lần vướng vào một số tin đồn thất thiệt,
Tuy nhiên Trấn Thành đã có động thái đính chính thông tin sai sự thật về cuộc sống hôn nhân giữa anh và Harry Won với công chúng. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.